Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì Tuệ An có mặt tại đền Trần của Nam Định. Đây vừa là phủ Thiên Trường xưa, vừa được coi là kinh đô thứ hai của Đại Việt. Quý vị và các bạn hãy theo chân Tuệ An đến để tham quan và khám phá kiến trúc của ngôi đền này nhé. Khu di tích đền Trần Nam Định bao gồm 3 công trình kiến trúc chính: đền Thiên Trường, đền Cố Trạch và đền Trùng Hoa. Trước khi vào đền, du khách sẽ đi qua cổng Ngũ Môn, trên cổng để 3 chữ Hán: Chính Nam Môn và Trần Biếu. Sau khi qua cổng, du khách sẽ bắt gặp một hồ nước hình chữ nhật. Chính giữa sau hồ chính là đền Thiên Trường, phía đông đền chính là đền Cố Trạch, phía tây đền chính là đền Trùng Hoa. Xung quanh khuôn viên đền Trần là những bóng cây xanh đầy mát mẻ, hồ nước trong xanh tạo cho nơi đây một vẻ đẹp vừa cổ kính linh thiêng, vừa bình yên và dễ chịu. Ở chính giữa của quần thể đền Trần đó chính là đền Thiên Trường, hay còn gọi là đền Thượng. Đền được xây dựng trên nền Thái Miếu và cung trùng quang của nhà Trần, mà trước nữa là nhà thờ tộc của họ Trần. Có một điều đặc biệt tại đền Thiên Trường đó là các viên gạch hình đồng tiền. Những viên gạch hình vuông, bên trong là đồng tiền hình tròn, tượng trưng cho trời tròn đất vuông. Khu di tích đền Trần là nơi thờ 14 vị vua nhà Trần cùng gia quyến và các vị quan lại của công phủ Tám. Đây cũng là nơi cầu danh vô cùng linh nghiệm. Hàng năm thì có hàng ngàn du khách đến đây để tham gia lễ hội khai ấn đầu năm và lễ hội đền tháng 8. Mọi người có biết không, cung trùng quang là nơi các thái thượng hoàng nhà Trần sống và làm việc sau khi đã rời ngai vàng, đứng từ xa để hỗ trợ cho các vua con của mình. Nên các bạn có thể thấy triều đại nhà Trần vô cùng sáng suốt. Bên cạnh là đền Cố Trạch hay còn gọi là đền Hạ, là nơi thờ Hưng Đạo Vương, vợ và các con. Ngoài ra còn là nơi thờ các tả hữu tướng quân của ông. Đền Trùng Hoa nằm bên trái đền Thiên Trường, được xây dựng từ những năm 2000 trên nền cung Trùng Hoa xưa, nơi các hoàng đế nhà Trần về thăm vấn các vị thái thượng hoàng. Ngoài ra, đền Trùng Hoa còn là nơi thờ các quan văn, quan võ cùng hội đồng các quan. Triều đại nhà Trần là một trong số triều đại thịnh trị nhất trong lịch sử của phong kiến Việt Nam. Trong đó phải kể tới 3 lần đánh tan giặc Mông Nguyên, giữ gìn Giang Sơn, bờ cõi. Đó cũng là minh chứng cho sự đoàn kết, vua tôi một lòng. Ngoài ra, cả về văn hóa, kinh tế, xã hội thời này cũng rất phát triển, viên nề những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử nước ta. Đền Trần là nơi mọi người nhất định phải đến. Đến để tìm hiểu về lịch sử, để hiểu được sự thịnh vượng của thời Trần, để thêm yêu quê hương, yêu đất nước Việt Nam ta.